Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 12 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khuyến khích đi từ vì người nghèo đến với người nghèo. Vatican, sáng ngày 15 tháng 12, Đức Thánh Cha tiếp ban tổ chức và các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc Giáng sinh gây quỹ cho người nghèo tại Đại Thính đường Phaolô VI. Vào buổi chiều cùng ngày, Ngài nhấn mạnh rằng đặc điểm của buổi hòa nhạc này không chỉ là một buổi hòa nhạc vì người nghèo, nhưng còn với người nghèo. Sự khác biệt này có ý nghĩa của thông điệp Kitô giáo. Vì buổi hòa nhạc có sự hiện diện đặc biệt của khoảng 2.000 người nghèo, nên Đức Thánh Cha nói, anh chị em có thể tổ chức một buổi hòa nhạc miễn phí cho hàng ngàn người nghèo. Và với âm nhạc, anh chị em mang lại một khoảnh khắc gặp gỡ, chia sẻ, và sau đó là một bữa ăn ấm cúng. Đây là ý nghĩa của tình huynh đệ và rất phù hợp với thông điệp Giáng sinh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tạo ra sự hòa hợp giữa các nốt nhạc dễ hơn việc làm cho mọi người trở nên hài hòa với nhau. Nhưng đó không phải là trường hợp của anh chị em. Giữa anh chị em đã có thể tạo ra sự hòa hợp. Theo Ngài, đặc điểm của buổi hòa nhạc lần thứ tư này không chỉ là một buổi hòa nhạc vì người nghèo, nhưng còn là với người nghèo. Và chính ở sự khác biệt này trong việc chuyển từ vì sang với mang toàn bộ ý nghĩa của thông điệp Kitô giáo. Chúa đến vì chúng ta, nhưng bằng cách nào? Người đến ở với chúng ta, và đúng hơn trở nên giống chúng ta. Mầu nhiệm này không thể diễn tả bằng lời. Nó quá vĩ đại đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể trải nghiệm mầu nhiệm này trong cuộc gặp gỡ với một ai đó khác chúng ta. Khi chúng ta trao ban một điều gì đó cho người khác, hành động này trở thành một sự lãnh nhận, chia sẻ, trở thành tình bạn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện để điều này có thể xảy ra trong cuộc sống. Bởi vì âm nhạc, ánh sáng, đồ trang trí thôi thì chưa đủ, cần phải cầu nguyện nữa. Ngài phó thác sáng kiến và tất cả mọi người tham gia buổi hòa nhạc cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha tiếp 2.500 diễn viên trình diễn cảnh Giáng sinh tại đền thờ Đức Bà Cả. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 12 tại Đại Thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp khoảng 2.500 diễn viên đến từ khắp nơi trên nước Ý, tập trung tại Roma để tái hiện cảnh Giáng sinh ở khu vực đền thờ Đức Bà Cả. Ngài mời gọi mọi người trong khi trình diễn cảnh Giáng sinh phải làm sao để khơi dậy nơi người khác cảm xúc và sự dịu dàng trước mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu trong chuồng súc vật và được đặt trong máng cỏ. Đền thờ Đức Bà Cả là nơi lưu giữ thánh tích chiếc nôi của Chúa Giêsu và kiệt tác Giáng sinh của Arnolfo di Cambio, được coi là cảnh Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử nghệ thuật. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, đó là lý do tại sao Ngài muốn chia sẻ với mọi người hai ý tưởng. Trước hết về Thánh Francisco, cách đây 800 năm, Thánh Francisco là người đã có sáng kiến đầu tiên tạo ra cảnh Chúa Giáng sinh. Nhưng theo Đức Thánh Cha, điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao Thánh nhân lại có sáng kiến này. Phải hiểu ý nghĩa của việc làm này để không coi đây chỉ là một truyền thống dân gian. Thực tế, Thánh Francisco muốn diễn lại trực tiếp sự ra đời của Chúa Giêsu nhằm khơi dậy nơi mọi người cảm xúc và sự dịu dàng trước mầu nhiệm Thiên Chúa sinh ra bởi Đức Mẹ trong một chuồng bò và được đặt trong một máng cỏ. Thánh Francisco muốn giới thiệu một điều cụ thể, không phải một bức tranh, một bức tượng, nhưng là những con người thật bằng xương bằng thịt để thực tế nhập thể được nhấn mạnh. Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi. Vì thế, suy tư đầu tiên của tôi để lại cho anh chị em là mục đích của cảnh Giáng sinh sống động là khơi dậy trong tâm hồn kỳ diệu trước mầu nhiệm Thiên Chúa trở thành một hài nhi. Tư tưởng thứ hai được Đức Thánh Cha đề cập liên quan đến người dân ở Bethlehem. Ngài nói, ai cũng biết tình hình hiện nay ở đó. Vì thế, buổi trình diễn của các diễn viên phải được thể hiện trong tình liên đới với các anh chị em đang đau khổ ở nơi Chúa sinh ra. Ngài nói,
Đối với người dân ở thánh địa, Giáng sinh này là một Giáng sinh tang thương, không có các tín hữu hành hương, không có cử hành. Chúng ta không muốn để họ cô đơn, chúng ta gần gũi với họ bằng cầu nguyện, sự giúp đỡ cụ thể và cũng bằng cảnh Giáng sinh sống động của anh chị em. Điều này nhắc mọi người nhớ rằng, đau khổ ở Bethlehem là một vết thương mở đối với Trung Đông và toàn thế giới. Giáng sinh này, chúng ta hãy nghĩ đến thánh địa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc 2.500 diễn viên đến từ các giáo xứ khắp nơi trên nước Ý sống một ngày đầy đức tin và niềm vui để sự kiện này trở thành chứng tá tin mừng. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn thiếu niên Công giáo tiến hành Ý đến mừng Giáng sinh. Vatican, trong buổi tiếp đoàn thiếu niên Công giáo tiến hành Ý đến chúc mừng Giáng sinh hôm ngày 15 tháng 12. Đức Thánh Cha giải thích rằng chỉ bằng cách yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau thì thế giới mới có thể tìm được ánh sáng và hòa bình. Theo thông lệ hàng năm, năm nay 70 thiếu niên đại diện cho hàng trăm ngàn thành viên lớn nhỏ của phong trào Công giáo tiến hành được thám tùng bởi Chủ tịch phong trào Công giáo tiến hành Ý và một số người có trách nhiệm khác đến Vatican để mừng và tặng quà Giáng sinh cho Đức Thánh Cha. Trong bài nói chuyện ngắn được trao cho các em, Đức Thánh Cha mời gọi các em thể hiện tình yêu thương trong gia đình, giáo xứ, trường học và mọi nơi khác trong cuộc sống hàng ngày, để có thể giúp cho mọi người tin rằng vẫn có thể thay đổi hướng đi, chọn sự sống và quay trở lại với niềm hy vọng. Ngài đặc biệt nhắc đến các quốc gia đang bị xé nát bởi cuộc xung đột, gây ra cái chết cho hàng trăm trẻ em. Đức Thánh Cha hỏi, các con có biết bao nhiêu trẻ em đã chết ở Gaza trong cuộc chiến mới nhất này không? Và Ngài trả lời, hơn 3.000. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Và ở Ukraine có hơn 500 em, và ở Yemen, trong những năm chiến tranh, có hàng ngàn trẻ em đã chết. Ký ức về các trẻ em này mời gọi chúng ta tới lượt mình trở thành ánh sáng cho thế giới, để chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là những người có thể ngăn chặn cơn lốc bạo lực. Nhưng Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương và muốn ở với chúng ta. Thực vậy, Chúa tỏ cho chúng ta tình yêu của người, và mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh và nói thêm rằng, vì thế Chúa Giê-xu đã sinh ra, trở nên nhỏ bé và sống một gia đình với Đức Maria và Thánh Giuse và tiếp tục hiện diện bên cạnh mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các thiếu niên, ngoài tình yêu dành cho Thiên Chúa và người lân cận, còn yêu mến công trình sáng tạo. Ngài nói, chính Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận ra và tôn trọng vẻ đẹp xung quanh chúng ta, trong thiên nhiên và con người, và do đó phát triển trong sự chia sẻ và tình huynh đệ. Vì vậy, các con hãy sống con đường này với sự dấn thân. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Giáo hội sắp có thêm 8 chân phước mới. Quý vị thính giả, hôm ngày 14 tháng 12 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố một số sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của các vị tôi tớ Chúa. Theo đó, giáo hội sắp có thêm 6 chân phước tử đạo và 2 vị hiển tu. Năm ngoái, năm 2022, năm còn đại dịch, cũng vào dịp công bố sắc lệnh vào trung tuần tháng 12. Bộ Phong Thánh công bố giáo hội sẽ có thêm 10 chân phước mới, trong đó có một vị hiển tu và 9 vị tử đạo. Năm trước đó, 2021, năm vẫn còn đại dịch, Bộ báo tin sẽ có thêm một vị hiển thánh và một chân phước, cả hai đều là nữ tu. Theo luật hiện hành, để được phong chân phước, vị hiển tu, ngoài sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, còn cần phải có phép lạ được chứng thực. Còn trường hợp các vị tử đạo thì chỉ cần sắc lệnh công nhận cuộc tử đạo, vì tử đạo được coi là phép lạ lớn nhất. Đứng đầu danh sách các sắc lệnh vừa công bố là sự nhận phép lạ của hai vị tôi tớ Chúa. Trước tiên là của linh mục Moshe Lira Serafin, người Mexico, thừa sai dòng Chúa Thánh Thần hoạt động tại tỉnh Puebla. Trong cuộc bách hại giáo hội năm 1926, cha đã nổi bật về lòng tận tụy truyền giáo cùng với một nhóm giúp lễ và giáo lý viên.
năm 1934, cha thành lập dòng nữ thừa sai bác ái Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cha qua đời tại thủ đô Mexico năm 1950. Trong án phong, Bộ Phong Thánh nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của cha Lyra Seraphim. Đó là một phụ nữ, bà Rosa Maria Ramirez Mendoza. Khi có thai đến tuần lễ thứ 22, thai nhi của bà bị dị tật rất nặng. Bà từ chối phá thai theo lời đề nghị của các bác sĩ và với lòng tín thác, bà cầu xin cha Lyra Seraphim cứu chữa, vị mà bà đã được đọc tiểu sử. Sau 9 ngày cầu nguyện với cha, bà đã được lành mạnh. Trong cuộc khám nghiệm sau đó, bác sĩ đã kinh ngạc vì dị tật của thai nhi biến mất. Ngày 6 tháng 9 năm 2004, bà Mendoza đã sinh hạ bé Lizette Sarahi hoàn toàn khỏe mạnh. Phép lạ thứ hai được Tòa Thánh công nhận là của nữ tu Ana Chúa Giêsu, người Tây Ban Nha, thuộc dòng các minh nhặt phép. Sinh năm 1545, sơ gia nhập đan viện ở Avila năm 1570. Và mẹ giáo tập bấy giờ chính là thánh nữ Teresa Chúa Giêsu. Ít lâu sau, cùng với mẹ, sơ Ana di chuyển đến thành phố Salamanca và được quen biết thánh Gioan Thánh Giá. Về sau, sơ Ana Chúa Giêsu đã thành lập 9 đan viện ở Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ. Sơ làm bề trên đan viện ở Bruxelles trong 14 năm và qua đời năm 1621, thọ 75 tuổi. Phép lạ của sơ được Bộ Phong Thánh nhìn nhận là sự khỏi bệnh lạ lùng của một nữ tu trẻ cùng thuộc dòng các minh, tên là Giovanna Chúa Thánh Linh, mà sơ gặp ở Bruxelles. Ngày 24 tháng 4 năm 1613, nữ tu này bị sốt nặng trong 10 ngày và có những biến chứng đầu tiên sẽ bị tê liệt đôi chân. Bệnh nặng hơn vào cuối năm 1619, nữ tu này hoàn toàn bị tê liệt hai chân, phải nằm giường. Bệnh của nữ tu bị coi là bất trị. Ngày 4 tháng 3 năm 1621, 4 giờ sau khi mẹ Anna Chúa Thánh Linh qua đời, sơ Giovanna xin hai sơ cùng dòng đưa tới viếng xác mẹ Anna Chúa Giêsu. Khi tìm cách hôn xác mẹ Anna, sơ Giovanna cảm thấy bị chấn động bất ngờ. Các chị em nghĩ rằng sơ đã ngã bệnh nên đặt sơ lên chiếc xe lăn, nhưng sơ Giovanna cảm thấy được lành mạnh mà nói rằng mình đã được khỏi bệnh và bắt đầu bước đi. Sơ tiến đến và quỳ gối trước thi hài mẹ Anna Chúa Giêsu. Và từ ngày ấy, sơ đi lại và hoạt động bình thường trong đời sống cộng đoàn. 6 vị tôi tớ Chúa còn lại sẽ được phong chân phước là các vị tử đạo. Đứng đầu là cha Giuseppe Rossi, người Ý, bị sát hại ngày 26 tháng 2 năm 1945, cuối Thế chiến thứ hai, do các dân quân phát xít thuộc lữ đoàn đen Ravenna rất tàn ác và bài giáo sĩ. Tiếp đến là ba linh mục và tu sĩ thuộc tu hội Thánh Francisco Xavier truyền giáo hải ngoại, quen gọi là dòng Saveriani, cùng với cha Albert Jobet, linh mục giáo phận bị phiến quân sát hại năm 1964 tại hai địa điểm là Baraka và Fisi thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Hồi đó đang ở trong giai đoạn ra khỏi chế độ thực dân Pháp Bỉ. Với những vụ cướp phá, kể cả những vụ chống lại giáo hội, bắt cóc, bách hại, lăng mạ, nhiều thừa sai quyết định rời khỏi Congo, nhưng các tu sĩ Ravenriani quyết định ở lại. Chiều ngày 28 tháng 11 năm 1964, các vị bị phiến quân chống nhà độc tài Mobutu sát hại trước nhà thờ ở Paraka. Vị tử đạo sau cùng là thầy Janko Havlid, người Slovakia thuộc dòng thừa sai Thánh Vincent Paulo, cũng gọi là dòng Lazarus. Thầy Janko Havlid sinh năm 1928. Con cả trong một gia đình đạo đức rất nghèo, có 4 người con. Mỗi ngày, cậu phải đi bộ đến trường và đi về 8 cây số. Năm 15 tuổi, Havlid gia nhập đệ tử viện dòng Vinh Sơn và đậu trung học phổ thông, năm lên 21 tuổi. Năm trước đó, Cộng sản lên nắm chính quyền tại Tiệp Khắc và bách hại giáo hội. Janko muốn gia nhập chủng viện Vinh Sơn ở Bratislava để có thể học thần học và trở thành linh mục.
nhưng chủng viện bị nhà nước giải tán. Nhà thờ bị biến thành những căn hộ. Dẫu vậy, Janko vẫn không từ bỏ ý định đi tu, nên mùa hè năm 1949, anh gia nhập tập viện của dòng Vincent ở Lace. Trong đêm mùng 3 ra ngày mùng 4 tháng 5 năm 1950, thầy Janko cùng với các tập sinh khác bị công an nhà nước bắt và đưa tới trại cải tạo chính ở Skotona, và sau đó là phải lao động khổ sai trong việc kiến thiết đập thủy điện ở Nosice cho đến tháng 8 năm 1950. Nhà nước tiệp khắc cải tổ phân khoa thần học theo chủ trương của đảng. Janko cùng với các bạn khác từ chối theo học tại trường này. Các thầy tìm được một nơi trọ ở thành phố Nitra để âm thầm tiếp tục học thần học trong giáo hội hầm trú. Nhưng chỉ một năm sau đó, ngày 29 tháng 10 năm 1951, công an nhà nước tràn vào những nhà trọ. Janko Havlid và các bạn bị bắt, bị giam trong 15 tháng, chịu những cuộc tra tấn, thầy bị sụt 15 kg. Tháng 2 năm 1953, thầy Janko bị tòa kết án 10 năm tù về tội phản quốc. Khi tòa tuyên án, thầy nói với mẹ: "Mẹ ơi, đừng khóc, chúng ta phải dâng hy lễ cho Chúa trên bàn thờ. Giờ đây, chúng ta dâng những đau khổ và cuộc sống của chúng ta cho Chúa." Cuối mùa hè năm 1958, thầy Janko bị kết án lần thứ hai về tội truyền đạo nơi các bạn tù. Tổ chức các buổi cầu nguyện và thuyết trình âm thầm trong nhà tù. Qua đó, thầy phê bình chế độ. Thầy bị giam ở Praga Pusin, phải chịu những cuộc hỏi cung và tra tấn bằng những biện pháp tẩy não. Trong vụ xử, án tù thầy bị tăng thêm một năm. Đầu tháng 10 năm 1960, thầy bị đưa tới nhà tù ở Praga, đồng thời phải lao động trong một công xưởng thuộc Bộ Nội vụ. Công việc rất cơ cực, nguy hiểm đến tính mạng, và thầy từng bị đưa vào nhà thương thuộc nhà tù ở Ilava, thập tử nhất sinh. Mặc dù được trả tự do năm 1962, thầy Janko ở trong tình trạng sức khỏe suy sụp về thể lý và tâm lý. Đây là năm cuối cùng thầy trải qua trong gia đình và trong nhà thương. Thầy qua đời đột ngột sáng ngày 27 tháng 12 năm 1965 trên đường phố. Không có nhân chứng nào, người ta tìm thấy xác thầy ở Skalica. Lúc ấy thầy mới được gần 38 tuổi. Án phong chân phước cho thầy Havlip được khởi hành cách đây 10 năm tại Tổng giáo phận thủ đô Bratislava. Phản ứng về tin Bộ Phong Thánh nhìn nhận cục tử đạo của thầy Janko Havlid, cha Thomas Bresani, bề trên tỉnh dòng Vincent Slovakia, gọi đó là một món quà Giáng sinh của Đức Thánh Cha cho toàn thể gia đình dòng Lazarus. Đó là nhờ niềm tin và lòng trung thành của thầy với giáo hội, mà cả những tàn ác của nhà tù, nơi thầy bị giam cầm trong 11 năm tuổi trẻ, không thể phá vỡ. Cha Bresani cũng nhận xét rằng mong ước trở thành linh mục của thầy Lavrit không thành hiện thực. Nhưng thầy thực sự là một thừa sai. Thầy đã truyền cảm hứng cho tha nhân, niềm tin sâu xa cũng như lòng tốt và cách tiếp cận đầy tình người của thầy. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Âu Ơ của tác giả Đăng Khoa. Giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Mẹ xốc thằng tí nẹo một bên hông, dáng đứng hơi ẹo về bên trái, để thằng tí lắp phần khuyết bên phải. Người đu đưa, nhúng lắc cho thằng tí nín khóc. Nó quen vậy. Cứ mỗi lần ngủ trưa dậy là nó khóc bù lu, bù loa.
Như thế có ai điếc vào mông nó mấy chục roi không bằng. Mẹ vất vả với nó, nhất là mỗi lúc mất giờ dỗ nó như vậy. Chỉ dầu cầu giang trong đình, cầu tre lắc lèo hò. Gặp gần khó đi. Giọng mẹ ru thằng tí ngọt xớt, ngọt hơn mía lùi, nghe như mật rót vô bụng thằng nhỏ. Chẳng khen sao nó cứ khóc để mẹ dỗ và ru. Tôi đoán chắc là không phải nó mắc khóc, mà tại nó mắc nghe giọng ru của mẹ. Ru tầm vài câu mà nó nghe độ ưng bụng là nó nín bặt, miệng cười sặc sụa như chưa từng khóc. Thằng tí lúc đó chưa biết nói, nhưng nhìn điệu khóc là ngộ ra ngay. Nó biết hết trọi. Nó biết mẹ thương nó, biết tôi, thằng anh hay chọc nó, biết điệu khóc để mẹ chạy vô ôm nó vào lòng. Nhiều lúc tôi còn thấy nó biết giả bộ té sấp mặt để mẹ chạy lại đỡ. Mà hình như nó không biết cách giả bộ, nên mỗi lần té là mỗi lần trầy da, xước thịt, khổ. Rõ cổ thằng tí có mồi tinh nghịch, nó nghịch hết chỗ này tới chỗ khác, tấy mấy cái bàn rồi chuyển qua cái ghế. Mó được sắp giải dụng mẹ để dành may thảm chùi chân, nó dứt lung tung. Bị mẹ giật lại thì nó chuyển sang đu gấp cột. Ôi, từ dạo nó biết đi chập chững, mẹ cực với nó nhiều hơn nữa. Có lần nó sắp xa sắp sởi đi vô cháy bếp, cái cà ràng mẹ nấu cơm còn đó, than củi mới nấu dở. Mẹ vừa nhấc nồi cơm lên nhà trên, thằng tí chọt thẳng bàn tay non tơ vào cà ràng. Nghe tiếng khóc thê lên dưới cháy, mẹ để dội nồi cơm xuống bàn, rồi chạy xuống cháy bếp. Trời, bàn tay phải của nó đỏ au vì bỏng, cái mặt sắp vô phải đóng tro đen thủi đen thui, mà dở khóc dở cười. Khóc vì thương nó bị phỏng, cười vì nhìn mặt nó không chịu nổi. Nước mắt, nước mũi, nước miếng tèm lem, cộng thêm tro làm khuôn mặt nó lem như ai đổ mực. Mẹ nó xốc nó lên hông, một tay cầm bàn tay phỏng của nó thổi, miệng dỗ nín mà nó khóc hoài, như thế đau lắm. Chợt nhớ thằng tí mê điệu ru, mẹ cất giọng: Nghe tới đó thằng tí có đà nắm, nó biết đàn nào mẹ không dỗ nó, nên làm ngảnh khóc to một chập, rồi im từ từ mà mỉm cười bất chợt. Trời, phỏng mà nó làm như trò đùa. Tôi thấy nó cười liền chạy lại giỡn với nó, vô tình cầm phải bàn tay đau của nó. Nó ré lên như trời sập, khủng khiếp. Tôi bỏ chạy vô kẹt bồ lúa, nhìn nó khóc và nhìn mẹ dỗ nó nín. Đêm đó nó không ngủ được, có lẽ vết bỏng rất đau rát. Hồi chiều mẹ chạy qua nhà bác Sáu xin miếng mỡ trăng thoa lên vết bỏng trên tay nó. Vết phỏng chuyển từ đỏ sang bầm. May thay có mỡ trăng nên nó không bị phồng hay dợp. Nhưng mẹ biết tối nay vất vả với cô cậu này. Đúng vậy, chạng vạng nó bắt đầu khóc.
mẹ đút sữa cho nó bú, miệng lại ru ầu ơ, hai mắt nó lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ. Chập chờn chừng nửa tiếng nó giật mình, lại khóc. Cả đêm hôm đó, nó cứ khóc như vậy. Hình như mẹ không chợp mắt tí nào. Sáng hôm sau, mẹ bồng thằng Tí ra chợ xã, gặp thầy Tám khám chỗ phỏng. Ông thầy Tám cầm bàn tay nó, lật qua lật lại, như cố tình lấy ngón tay nhấn ngay vết phỏng. Nó khóc trần trần trong tiệm ông thầy, cầm mớ thuốc về, vừa thoa vừa uống. Mẹ vất vả hết sức. Đêm đó có thuốc nên nó im hơn. Mắm trong bụng chắc ông thầy Tám cho nó uống thuốc ngủ nên nó mới chịu yên. Thuốc thoa lên làm bàn tay nó dịu mát lại giữa cái nóng rát khó chịu. Mẹ nằm kế bên nó ngủ miên man vì đêm qua mất ngủ. Thằng Tí lâu lâu cựa quậy một tí rồi lại ngáy o o. Hình như thuốc ngủ ông Tám cho khá hiệu nghiệm, thành thử đêm đó nó không tè dầm, cũng chẳng khóc đòi sữa. Nhưng nửa đêm mẹ giật mình thức dậy, thấy môi nó khô rang nể ra, mắt nó nhắm nghiền. Mẹ lay nó chẳng dậy, rờ trán nóng bừng bừng. Tí, Tí, dậy đi con. Mẹ kêu tôi rọi đèn pin. Mẹ xốc em bên hông chạy ra ông thầy Tám thầy thuốc đầu xã. Hồi sáng mẹ đi đò ra chợ, tối nay mẹ con chạy cời cời trên bờ kinh. Chó sủa inh ỏi. Trong bóng đêm có ánh đèn pin nho nhỏ, nhìn xa thì hai bóng người, nhìn gần thì ba bóng người đang chạy trên bờ kinh. Mẹ lay thằng Tí liên hồi. Tí, ráng xíu nữa nghe con, tới thầy rồi. Thằng Tí bị sốt nặng, chẳng biết có phải ông thầy cho thuốc hơi nặng đô, hay vì thể trạng nó suy nhược, đúng lúc dùng thuốc. Mẹ không để ý, chỉ biết ông Tám đang lục đồ thằng Tí ra, đặt nằm trần trụi trên giường, lấy khăn lau người cho nó. Rồi nhỏ vô miệng nó đôi ba giọt màu đen đen. Ông Tám dặn mẹ lấy muỗng mớm, mỗi lần chút nước lạnh trên hai môi nó, vừa cho nó uống, vừa làm cho môi nó đỡ nứt. Mẹ làm từ khuya tới sáng, thằng Tí bớt sốt. Giữa trưa hôm sau, bắt đò từ xã về nhà. Thằng Tí nhìn mẹ chẳng khóc, chẳng cười, cứ đơ đơ. Nhìn nó, mẹ lại áp sát mặt nó vào ngực mình. Giữa bao nhiêu người trên đò, mẹ cất tiếng ru dõng dạc. Ô, di dầu, di dầu, di qua, di lại, di trâu vô chuồng. Như trúng ý, thằng Tí cười sặc sụa. Mẹ xoa đầu nó, cười mừng vì nó có phản ứng. Mẹ cười mà rớt nước mắt. Anh hai. Dì cưng, anh hai kể chuyện về mẹ hay quá. Anh còn nhớ câu hát nào mà hồi còn sống mẹ hay hát không? Nhớ chứ, tôi trả lời. Hát em nghe đi. Tôi tặng hắn lấy giọng, cất lên câu hát mẹ hay ru nó hồi nhỏ, mà tôi nghe được mỗi khi nó quấy khóc. Ồ, con chim xe xe, nó để cục đình. Bà ngoại để ma, ma để tuổi mình.
em nhớ không? Thằng Tí bưng mặt khóc. Tôi cốc đầu nó. Cái thằng 30 tuổi đầu mà làm như còn nhỏ. Nó ôm chầm lấy tôi, mếu máo. Anh hai, em nhớ mẹ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.